Lộc đợt trước cũng được nhiều view phết đấy chứ nhỉ. Anh cứ lấy cái mặt đen vào. Hả? À, có xem thấy có video không? Có à? Anh tưởng không xem. Chồng đấy. Có cái kênh riêng của hội để mà xem, không xem thì có mà... Để... Là đi được đến nào mà có chút rượu ấy. Đó, đây, xem chung rồi. Đấy anh đang cái chỗ mà coi như là tay Khương tay ra tay ép uống rượu ấy. Tức là chú Khương chú ấy chăm sóc anh em không trượt phát nào. Nổ phát nào trúng phát ơi. Mẹ không thể nào thoát cả, mẹ ông ngồi đợi bao giờ phải uống cạn nó mới thôi. Nét em là như thế. Bị ngủ đấy. Con này đang định ngủ hôm qua bắt lại dậy luôn. Đây cầu đấy, bắt đầu đến cầu Xuân Giang này. Cầu Xuân Giang. Ở đây cầu Xuân Giang.